Chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của Minh Anh Channel. Ngày hôm nay em sẽ so sánh với các bác hai dòng TV 65 inch thấp nhất trong phân khúc 4K của Samsung của năm 2020 và bên này là của năm 2019. Các bác nhớ nhé, cái đặc điểm của chúng nó là đều là hai thằng TV 4K màn hình 65 inch và là cái phân khúc thấp nhất trong vòng 4K của Samsung 2020 và năm trước 2019. Rất mong nhận được ủng hộ của các bác bằng cách nhấn subscribe, đăng ký kênh giúp em. Cảm ơn các bác. Trước mắt các bác là hai dòng TV 65 inch của Samsung. Bên này là 65 TU7000 của năm 2020 và bên này là 65 TU7100 của năm 2019. Vậy thì hai cái mã hàng này thì có giá thành như thế nào trong thời điểm tháng 3 hiện tại và có những thiết kế cũng như tính năng ra sao các bác? 65 TU7000 là mã hàng mới nhất mà Samsung ra mắt năm 2020 với giá bán thời điểm ra mắt các bác nhé. Các bác phải lưu ý với cái giá bán thời điểm ra mắt với cả giá bán sau khi đã bình ổn rồi thì nó sẽ khác nhau rất là nhiều. 24990 tặng kèm thêm một bộ dàn, trừ thêm không lấy bộ dàn thì còn khoảng 23.500.000. TU7000 thì em đã có clip gần nhất review để các bác xem rồi, và RU7100 cũng đã có clip đánh giá rất là chi tiết. Hai cái mã hàng này thì con RU7100 sẽ có giá tốt hơn. 7100 hiện tại giá bán cho năm 2020 tháng 3 2020 sau khi trừ hết quà thì còn khoảng em tính nha, 17.590.000, 17.390. 17.390 trong chiếc TV 65 inch màn hình 4K và bên kia là 23.500 trong chiếc TV 65 inch màn hình 4K. RU7100 thì ra mắt năm 2019 thì có thiết kế này, các bạn nhìn này, viền nhựa màu đen và viền của màn hình rất là dày. Đây, thiết kế độ dày của TV thì nó tương tự như các cái dòng TV khác 43, 49, 55 hay 65 inch thì nó đều như vậy cả. Chân đế là chân đế nhựa chống hai bên. Đây, các bạn nhìn trên đế nhựa chống hai bên. Còn đối với TU7000, con TU7000 của năm 2020 thì nó khác gì? Con này thì có thiết kế tràn viền. Thiết kế tràn viền, các bạn nhìn viền của màn hình rất là mỏng. Từ mép của màn hình cho đến mép của viền khung TV thì nó có cái giới hạn rất là nhỏ. Cảm giác là tràn từ cái vị trí màn hình này cho đến ra ngoài viền của TV, mang lại cái nét đẹp cũng như cái tinh tế, cũng như cái khung hình nó rộng hơn nhiều so với con RU7100. Cùng là hai thằng 4K thấp nhất trong phân khúc 4K, tuy nhiên thì TU7000 có thiết kế sang trọng hơn. Các bạn nhìn chân đế của nó thì cũng khác biệt hoàn toàn. Chân đế này, chân đế cũng là nhựa thôi, nhưng là nhựa đúc cứng và có cấu hình dáng nó cũng chi tiết và trông nó tinh tế hơn so với con RU7100. Hai thằng này thì có giá thành chênh nhau rất là nhiều, nhưng mà theo em thì một khoảng thời gian nữa thì con TU7000 này nó sẽ giảm về còn khoảng tầm 19-20 triệu thôi. Đấy là cái giá trong cái thời điểm sắp tới. Các bác sẽ theo dõi kênh của em để cập nhật cái giá của con TU7000 này xem nó sẽ giảm giá sâu về bao nhiêu các bác nhé. TU7000 thì khác biệt hơn về thiết kế so với cả RU7100. Tuy nhiên thì nó có khác biệt tiếp theo chính là cái giao diện. Giao diện của TizenOS năm 2020 cũng khác biệt so với cả giao diện của năm 2019. Năm 2019 thì các bác nhìn nó sẽ sáng hơn. Đây, hệ thống các ứng dụng có cái logo hiển thị từng ứng dụng nó chi tiết và nó nhìn trông nó sáng hơn, to hơn so với của năm 2020. Năm 2020 này thì Samsung có cho cái foam lens của trong kho ứng dụng là màu tối để nó đồng nhất với cả cái thiết kế cũng như làm tôn lên cái đặc trưng của màn hình tràn viền cho cái nhìn bao quát. Như các anh nhìn này, nó là một màu đen hoàn toàn bao phủ, rất là sang trọng và tinh tế. Hệ thống ứng dụng thì nó vẫn chỉ như vậy thôi, không có khác gì nhiều. Đấy, các anh nhìn này, không có khác gì nhiều cả, cũng là đủ các ứng dụng như YouTube, Clip TV, Phim Cộng, Facebook Watch, YouTube Kids, Spotify, có Steam Link, có Internet, chỉ được web, Explorer. Đấy, nó cũng giống nhau, không có khác gì nhau nhiều. Bên này cũng như vậy, FPBlay, rồi Clip TV, chỉ được web, không khác gì nhau.
Hai thằng này thì đều có tích hợp Bluetooth, tức là giống nhau, và đều không sử dụng điều khiển thông minh. Điều khiển của TU7000 cũng như vậy, nó chỉ sử dụng điều khiển bàn phím thường thôi. Còn RU7100 cũng như vậy và không có tìm kiếm giọng nói. Hai thằng này đều không có tìm kiếm giọng nói. Hai thằng thì đều tích hợp cả tính năng chỉnh chiều màn hình từ điện thoại iPhone lên màn hình TV. Tức là cái ứng dụng, cái tính năng AirPlay 2 như các bác đã từng xem em review và thử cái tính năng đó trên điện thoại iPhone rồi. Các bác sử dụng điện thoại iPhone chạy iOS 12.3 trở lên thì các bác có thể thao tác kết nối với TV Samsung rất là đơn giản. Đó là một số cái đánh giá nhanh tổng quan thì về thiết kế nó tinh tế, còn 2020 thì nó sẽ đẹp hơn, tính năng như nhau. Và cái giao diện, cái màu của năm 2020 thì nó cho một cái tinh tế và cũng đồng nhất hơn với cái thiết kế bên ngoài của TV. Đấy, thì một cái clip đánh giá rất là đơn giản, rất là nhanh để các bạn có thể hình dung được. Đấy, các bạn có thể gọi thêm về hotline của bên em để các bạn tư vấn bán hàng, tư vấn cho các bạn rõ hơn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.